có một cách để mà nó tuột rong nhanh nhất là các bạn cứ tha dầu vào đây ha, cái gì nữa nó sẽ lột cái lớp này luôn. Đó, tha dầu, nhưng mà các bạn đừng có tha nguyên chất nhiều quá, các bạn có thể lấy nước trong á tha lên. Hai, xin chào các bạn, hôm nay là mình cập nhật các bạn xem một cái vườn ở Phúc Điền. Để có sử dụng số sản phẩm bên mình hiện tại mình qua mình coi là tháng nào mình để trái đó các bạn. Ảnh nói là giờ cây này 4 năm à, 4 năm. Cái cách mà ảnh làm nó, cái cách của cái anh làm đó các bạn, thì nó phải đặt tên sao ta, đặt tên là con nhà nghèo. Có nữa là trồng hạnh chung xen ha, xen sầu riêng. Thì cái lúc hoàn hạnh 4-5 ngàn thì nó cũng có nuôi là sầu riêng thì cũng đỡ đây các bạn, nhưng mà trồng rất dày. Tháng trước là anh tưới không ít nè, với đạm cá ha, ăn cộng lại à. Nhờ anh ở trên thì dinh dưỡng thì một lần đầu tiên cách đây 2 tháng thì anh cứ xịt cái men tưới các bạn. Kế tiếp cái bao lần một lần inurin đó là xong, là bắt đầu là nghỉ luôn. Rồi trước lần qua nó sơ trà lắm, trước khi dịch kìa, tạm thời nó đỡ vậy thôi các bạn, chứ bây giờ mình coi nó thiếu cái gì. Nó không xanh thôi các bạn, nó xanh nhưng mà cái lá nó không có lớn. Rồi mình coi mà hiện tại là điều kiện thì cho phép tới bao nhiêu đó thôi các bạn, cũng không có tiền mà đầu tư. Bây giờ này bác ăn hạnh thì nó chỉ có 2.000 ký, thì đúng ra là cái nhánh hạnh này các bạn thấy nè, nó ghen qua nè, nó bắt hơi được cái tàn sầu riêng là cái nhánh nhỏ xíu liền. Cái này đúng ra là mình phải chặt cái nhánh luôn nè. Các bạn muốn trồng á, các bạn thấy không, bây giờ nó là nó mà nghe cái mùi của cái cây khác là nó chìm liền. Cái mùi này thực sự rò rỉ rất là mạnh các bạn coi nè. Anh tha dâu các bạn, có một cách để mà nó đục trong nhanh nhất là các bạn cứ tha dâu vào đây ha, cái gì nữa nó sẽ lột cái lớp này luôn. Tha dầu, nhưng mà các bạn đừng có tha nguyên chất nhiều quá, các bạn có thể lấy nước trong á tha lên, trồng rất là sát, rất là sát. Nhánh này thì bây giờ cây này chắc để tầm 10 trái thôi, rất là rập các bạn. Hôm bữa mình qua mình nhìn thấy gốm, giờ thì tạm thở rồi. Rồi xanh ha, thế này là được rồi. Ảnh nói ảnh mới xịt măng cu xanh đó, măng cu xanh xịt rầy các bạn coi nè, hiện tại rầy nó rất là mạnh các bạn. Cái này các bạn biết sao, ảnh xịt ba đăng nhật các bạn, ôi chưa có ba đăng nhật mới chịu nổi với cái mùa rầy này. Thì công đoạn chuẩn bị mà để mà chừng nữa mà làm trái thì bây giờ phải giữ rầy ha các bạn, mình giữ sạch rầy đi. Đây mà cái lá nó đủ cái lá một chút xíu. Tỉa cành thì các bạn có thể tỉa từ bây giờ được rồi. Cái cây này nó bị cụi cái đầu. Cái cành thì các bạn có thể tỉa từ bây giờ được rồi. Mà đàn đừng có để mà tới cái lúc mà gần làm trái các bạn tỉa nó trống lá luôn các bạn. Mình xem thử coi là nó có thiếu cái gì, nhưng mà cái này tới lá lụa lại mình sẽ cho anh đóng một cửa DB nha. Còn cửa 20-25 mình sẽ nói với các bạn luôn. Đây nè, hiện tại nó lú cái ấy nè các bạn, đã đóng măng cụ xanh xong nè ha. Hiện tại nó lú cái đầu rồi. Thì không có điều kiện đầu tư thì mình sẽ đưa cho anh một số dòng sản phẩm khác nữa, ví dụ như là cái 23-3 nè, cũng với amino các bạn, cho rẻ mình cũng sẽ lấy được cây đọt, chứ không phải xài một số dòng cao cấp đâu. Giống như là cái bio 23 đó, nó gồm đạm nitrophenol cộng với một cái amino đó, nguồn amino của Úc các bạn, sản phẩm này đến từ Úc, nhập ha đó, thì các bạn thấy không,
tạm thời như thế này đối với mình là ổn, nhưng mà tại vì nó rập quá mà nó còn rập lắm, mà thấy nó còn rập lắm, trồng cái hạnh rất là sát đây nè, kế đó nữa đó. Thì hiện tại như thế này thì mình sẽ vô mình đưa cho anh một dòng sản phẩm khác nhẹ tiền chút xíu để mà kéo đọt ra nha các bạn, không phải là nhẹ tiền mà nó không chất lượng nha các bạn, chất lượng đó. Mình sẽ cập nhật cho các bạn xem cái vườn này khi mà lúc mà làm trái, thì anh đã nói là năm nay mình làm trái cho anh à. Rồi ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha.